Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Phong thần Ngô thê giao cơ, sinh hạ bảy cái hùng hài tử, xuyên việt đến phong thần tiền kỳ, dương trần nhặt được một cái xinh đẹp như hoa lão bà, còn sinh bảy cái hùng hài tử. Để giải quyết thằng nhóc này, dương trần mất không ít tâm tư. Dương giao Vô thần, vô Phật, vô ma Ta chính là thần, chính là Phật, chính là ma Dương tiễn chân đạp thiên động đất càng khôn, trời cao độc ngã phi lưu du. Dương mạc sầu. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta mạc sầu liền có ngày. Dương bất hối. Ai đang xưng vô địch, người nào dám nói bất bại. Một đám hùng hài tử chọc cho Dương Trận nhức đầu. Cho đến ngày nay, mười vạn thiên binh thiên tướng tới gần, Dương Trận mới biết được. Thì ra mình xuyên qua đến hồng hoang thế giới. Mà thê tử của mình, đúng là mùi mùi giao cơ của thiên đế hạo thiên mình làm gì có áo bông nhỏ bất quá là thiết giáp chống thánh nhân mà thôi mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một cha chúng ta có phải hay không lại phải có một bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhân gian trên một ngọn núi vô danh có một nam tử tuấn lãng đến cực điểm trong mắt u sầu, nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đáy mắt còn có một tia vui mừng. Người này tên là Dương Trần. Chính là này vô danh trên núi thợ săn, không chỉ có sinh được tuấn lãng, càng là săn thú một phen hảo thủ. Nhất là Dương gia phu nhân sinh được xinh đẹp như thiên tiên, trong nhà sáu cái tiểu oa nhi cũng cùng tiên đồng hạ phàm bình thường. Thử hỏi mười dặm tám xã ai không biết. Dương Trần nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vạn dặm không mây ánh nắng tươi sáng mà xuống quả nhiên là thời tiết tốt nhưng lúc này trong lòng hắn lại có chút lo lắng hôm nay chính là ngày nương tử nhà mình trương giao nhi sinh con không biết tại sao trong lòng dương trần mơ hồ cảm thấy có chút bất an nhìn về một bên nhà gỗ dương trần khẽ nhíu mày hy vọng nương tử nhà mình có thể vô sự chính mình kiếp trước tại côn lôn sơn thám hiểm trên đường gặp nạn lần nữa tỉnh lại lúc chính là đi tới thế giới này bằng vào một thân thủ đoạn cũng ở đây lăn lộn không tệ mười năm trước dương trần ở chỗ này cứu trợ một vị hôn mê nữ tử chính là chính mình bây giờ nương tử trương giao nhi thời gian lâu dài hai người có tình cảm chính là thuận lý thành chương cùng kết làm vợ chồng đến nay đã có sáu đứa con đang suy tư chỉ thấy trong núi rừng truyền ra tiếng chim hót còn có một con chim thú màu đỏ phát ra tiếng phượng minh lúc này chân trời tựa hồ đều nhiễm một tầng hào quang điềm lành. Nếu là người bình thường nhìn thấy tình cảnh lần này tất nhiên sẽ quá sợ hãi, mà Dương Trần chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xem ra gia nương tử không ngại. Chính mình mấy hài tử này sinh ra lúc, mỗi lần đều sẽ xuất hiện một ít dị tượng, Dương Trần đối với cái này ngược lại là đã thành thói quen. Không bao lâu, bà đỡ vẻ mặt vui mừng từ trong nhà gỗ đi ra, trong tả lót hai tay âm đang có một búp bê khóc nỉ non dương thợ săn chúc mừng nha chúc mừng là phượng nhà ngài hài tử mỗi người đều như ngọc điêu bình thường dương thợ săn ngài thật đúng là cái có phúc người bà đỡ cao hứng nói nói là phượng đó chính là ý tứ sinh ra nữ nhi ai đây đều là người thứ bảy rồi dương trần chậm rãi thở ra một hơi tuy là mở miệng oán giận Đấy mắt lại mang theo một chút ôn nhu. Lúc này không kịp để ý những thứ khác, hai tay tiếp nhận tả lót trong tay bà đỡ, cẩn thận đánh giá khuê nữ nhà mình. Tuy là mới sinh ra, nhưng một đôi mắt đen nhánh nhìn chầm chầm dương trần, lúc này cũng không khóc nỉ non nữa, ngược lại cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Nhìn thấy khuê nữ nhà mình như vậy, dương trần khóe miệng hơi nhếch lên. Ở bên cạnh hắn cũng vươn ra mấy cái đầu, đều là vẻ mặt tò mò hướng về trong tay dương trần tả lót nhìn lại phụ thân chúng ta có phải lại có một mùi mùi hay không phụ thân phụ thân mùi mùi tên là gì dương trần nhìn sang một bên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ ở bên cạnh lúc này đang có năm tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đều là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mình các ngươi nha đều có nhiều mùi mùi như vậy dương trần bất đắc dĩ nói sờ sờ đậu mấy người ngoại trừ lão đại dương giao không có ở đây những đứa con còn lại đều đang chờ mình lúc này dương trần cũng không khỏi nhớ lại tình cảnh mấy hài nhi nhà mình sinh ra lão đại dương giao lúc sinh ra bầu trời hình như có dao lông xuất hiện bầu trời sấm sét không ngừng nổ vang lúc ấy còn dọa chính mình nhảy dựng lão nhị nhà mình dương tiễn lúc sinh ra cả người quanh quẩn tử khí tráng mi tâm lại có một đạo hoa văn màu vàng kim lão tam dương thiền lúc sinh ra trong phạm vi trăm dặm hoa sen nở ngay cả cỏ cây bình thường cũng dài chừng mấy thước lại nói tiếp tên của ba hài tử này đều là nương tử nhà mình cưới lúc ấy còn làm cho dương trần có chút kinh ngạc khá lắm chỉnh giống như thần thoại truyền thuyết ngoại trừ lão đại cùng lão nhị là nam hài còn lại mấy người tất cả đều là khuê nữ điều này cũng làm cho mình có chút vui vẻ dù sao đây đều là áo bông tri kỷ của mình. Lão Tứ, Dương Mạc Sầu Khi sinh ra, phương viên trăm dặm mọc ra vong ưu thảo, hơn nữa cả tòa vô danh sơn trên đều có tiên nhạc quanh quẩn, mấy ngày sau mới biến mất. Lão Ngũ, Dương Thiên Y Ngày nha đầu này sinh ra, bầu trời đều biến thành màu tím, trong bầu trời từng đóa tử vân, đoan là có chút thần dị. Lão Lục, Dương Tiểu Nha Lúc sinh ra ngược lại là hiếm thấy không có dị tượng, bất quá nha đầu này vận khí ngược lại là thần kỳ tốt tốt đến dương trần đều cảm giác có chút thái quá trình độ hơi có chút cảm giác thiên mệnh chi nữ mà hôm nay trong lòng mình chính là lão thất nhà mình phu quân lúc này trong nhà gỗ bên cạnh truyền ra một tiếng gọi dương trần ông chặt tả lót tiếng vào trong đó chỉ thấy nương tử nhà mình trương giao nhi ánh mắt phức tạp thấy tình hình này dương trần trong lòng lọc bộc một chút vội vàng đi lên phía trước Vợ chồng nhiều năm như vậy, Dương Trần đối với nương tử nhà mình mỗi một ánh mắt, động tác đều vô cùng quen thuộc. Nhưng ánh mắt lúc này lại làm cho hắn không nhìn được run rẩy. Nương tử, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói xong lời này, Dương Trần giật mình phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn nương tử nhà mình, ở trên người hắn căn bản nhìn không ra một tia sinh sản qua đi suy yếu. Hơn nữa lúc này trên người trương giao nhi hoa quan giật thải, quần áo hoa lệ, quanh thân làm như có ánh huỳnh quang nhàn nhạt, càng hơn tiên nhân trên trời, toàn thân đều tản ra một loại tiên linh chi khí. Cái này. Dương Trần mở to hai mắt nhìn. Chương không hai. Giao cơ công chúa. Chúng ta phụng thiên đế chi lệnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người trước mắt này, thật sự là nương tử sớm chiều ở chung với mình sao? Dương Trần đang muốn mở miệng nói bỗng nhiên trên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống đánh thẳng vào ngọn núi vô danh này trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển núi vô danh này giống như sắp sụp đổ cũng chính là lúc kinh lôi rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy trời quang vạn dặm trong nháy mắt biến mất thay vào đó là mây đen tập kích mà đến thiên tượng biến hóa như thế tự nhiên là quỷ dị hả dương trần nhíu mày ở trong núi này làm thợ săn mười mấy năm tự nhiên không có khả năng bị một đạo sấm sét hù dọa nhưng giờ phút này thiên tượng biến hóa quả thực có chút quái dị phụ thân ngoại trừ dương tiễn vẻ mặt tò mò nhìn ra bên ngoài đám người dương thiền còn lại là có chút sợ hãi ông dương trần nhìn thấy thiên tượng biến hóa như thế trên mặt trương giao nhi lại là vẻ bình thản chỉ là đáy mắt còn mang theo một tia khổ sở bọn họ đang tới trương giao nhi đột nhiên cười khổ nói Lúc này trong mắt Dương Trần lộ vẻ không nở. Sau khi sinh hạ người con gái thứ bảy nàng cũng đã dự liệu được kết quả này, lúc này trong lòng còn có vài phần may mắn. Trước khi sản xuất, đều phải thi triển pháp lực áp chế, mới khiến cho mấy hài nhi nhà mình không quá chú ý. Tuy nhiên, mỗi lần đều gây ra một tầm nhìn không nhỏ. Cũng may không có dẫn tới thiên đình chú ý. Nhưng lần này, lại vô ý tiết lộ một tia khí cơ, dự đoán ca ca hạo thiên của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ sợ không lâu sau, sẽ có thiên binh đến bắt mình. Bọn họ. Dương Trần trong lòng cả kinh. Lúc này gắt gao nhìn chầm chầm nương tử nhà mình, chẳng biết tại sao, chính mình giờ phút này đúng là không ngừng hoảng hốt. Oanh. Lại là một đạo kinh lôi rơi xuống, giờ phút này trên vòm trời lại truyền đến tiếng gào thét sóng lớn mãnh liệt, tùy theo đó chính là cảm giác áp bách phi thường khủng bố chỉ thấy mây đen cuồn cuộn mà đến trên đám mây đen kia còn dựng lên từng đạo bóng đen thiên địa vào lúc này đều biến sắc giao cơ công chúa chúng ta phụng lệnh thiên đế đến đây áp giải ngươi về thiên đình một tiếng hét lớn theo tiếng sấm cuồn cuộn mà đến trên bầu trời lúc này mây đen quanh quẩn trên đó có mấy vạn thiên binh thiên tướng lạnh lùng nhìn về phía ngọn núi vô danh tiên nhân cầm đầu cầm sông chù y thân hình rộng lớn như pháp tướng thiên địa Trận tròn mắt chính là cự linh thần trong thần thoại lúc này ánh mắt cự linh thần nhìn thẳng về phía căn nhà gỗ nhỏ trên ngọn núi vô danh đối mặt với cảnh tượng như thế bất kỳ phạm nhân nào cũng phải tâm thần đều nứt ra dương trần không kịp nghĩ nhiều trực tiếp bước ra khỏi nhà gỗ nhìn về phía cự linh thần trên bầu trời kia đừng hồng động đến nương tử nhà ta các ngươi có bản lĩnh thì hướng về phía ta dương trần cao giọng quát tuy rằng kiệt lực gào thét, chỉ trong nháy mắt liền tiêu ma trong tiếng sấm cuồn cuồn. Tiên phạm chi biệt canh thắng thiên nhưỡng. Phu quân. Trong mắt giao cơ hiện lên một tia nhu ý. Mặc dù phu quân của mình chỉ là phạm nhân bình thường, mình là thiên đế mùi mùi, nhưng làm sao có thể không ái mộ dương trần. Phụ thân. Nhiều tiếng kêu gào, đúng là dương trần hài tử, cầm đầu dương tiễn cái tráng kia kim sắc ấn ký tản ra yếu ớt quang mang cự linh thần vẻ mặt miệt thị nhìn lại, chỉ là một con kiến hôi, chính mình một ánh mắt liền đủ để đem giết hơn trăm ngàn lần. Chỉ là phàm phu tục tử, cũng dám dính bẩn tiên nhân. Đáng chết. Cự linh thần quát. Thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Giờ phút này cả tòa vô danh sơn đều đang chậm rãi sụp đổ bên trong, từ ngoài vào trong chậm rãi hóa thành bụi bặm tán đi. Vĩ lực bực này, người phàm há có thể đạt tới. Cái này thấy một màn trước mắt này dương trần mở to hai mắt nhìn chính mình thế nhưng là ở cái thế giới này sinh hoạt mười mấy năm ai từng nghĩ lại còn có thể có thần tiên bực này tồn tại thiên đình giao cơ vốn tưởng rằng mình xuyên việc trở về cổ đại hiện tại dương trần mới phát hiện mình sai có bao nhiêu thái quá nhưng giờ phút này cảnh tượng trước mặt đối với hắn trùng kích quá lớn dương trần đành phải gian nan nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía nương tử nhà mình giao cơ thân hình bay tới mi tâm nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau lộ vẻ nhu tình phu quân ta vốn là thiên đình thiên đế hạo thiên muội muội lần này đi không ngại giao cơ run rẩy mở miệng mặc dù biết không ngại nhưng phu quân nhà mình chỉ là phạm nhân mà thôi ngàn năm vạn năm đối với tiên nhân như hắn mà nói chỉ là một chút thời gian nhưng đối với dương trần chỉ sợ cũng không biết luân hồi mấy trăm thế đến lúc đó mặc dù mình có thể tìm được nhưng khi đó dương trần vẫn là nhà mình phu quân sao nếu muốn bắt ngươi trước hết phải bước qua thi thể của ta dương trần cười khổ nói trong lòng lại kiên định mặc kệ giao cơ là thân phận gì đều là nương tử của mình nhưng đối mặt với thiên binh và cự linh thần hắn cũng nghĩ không ra một tia biện pháp cự linh thần chính là thiên thần cao cao tại thượng trên bầu trời mà mình chỉ là một phạm nhân mà thôi còn dám làm càng cự linh thần thấy tình hình này, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Một tiếng quát to. Những thiên binh kia chính là kết trận vây quanh mà đến, chỉ thấy trên bầu trời mấy đạo xiền xích trực tập kích giao cơ mà đến. Thiên tỏa. Trong mắt giao cơ hiện lên vẻ kinh hãi. Những xiền xích này ẩn chứa thiên định thiên điều lực, cho dù là đại la kim tiên cũng đừng hồng giải thoát. Mắt thấy thiên tỏa đánh úp lại, giao cơ từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội theo nàng đem ngọc bội bóp nát, trong đó đúng là có một đạo huyền quang bắn nhanh ra, đúng là trống rỗng sinh ra một truyền tống pháp trận. Trên bầu trời, cự linh thần trừng to mắt, chỉ là trong nháy mắt liền đoán ra ý định của giao cơ, trực tiếp nện một chu y về phía vô danh sơn. Một chu y này khổng lồ hơn cả vô danh sơn, trực tiếp nghiền ép. Chương không ba Đang tại quan tâm nữ nhi, tình thương của cha giá trị 10, 10 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đi mau. Giao cơ cuốn quyết hô. Ánh mắt của nàng từ nhà mình phu quân, cùng với sáu hài tử trên người đảo qua, khi nhìn thấy Dương Trần trong lòng tả lót lúc, giao cơ khóe miệng nổi lên mỉm cười. Phu quân, chúng ta cuối cùng một nữ nhân, liền kêu bất hối đi. Giao cơ dứt lời, trực tiếp nhìn về phía khung trời, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Giao cơ ta, không hối hận. Nói xong, giao cơ phất tay một đạo pháp lực đẩy Dương Trần cùng mấy hài tử vào trong truyền tống pháp trận. Không. Dương Trần trống lớn. Nhưng dưới sự lôi cuốn của pháp lực, chỉ có thể tận lực ông hài tử của mình và giao cơ. Nhìn thấy tình hình như thế, cự linh thần trong mắt hiện lên một tia tức giận, cự chú ý trong tay trực tiếp đem ngọn núi vô danh hóa thành bụi bặm. Chỉ là phàm nhân, lại vọng tưởng từ trong tay mình chạy trốn. Đừng hòng chạy trốn tiếng quát lớn truyền đến. Theo huyền quang lóng lánh mà qua, Dương Trần trước mắt cảnh sát biến ảo, trong lòng cũng là hiện lên trăm ngàn suy nghĩ. Mình phải làm thế nào đối kháng cự linh thần thậm chí cả thiên đình? Thẳng đến đáy lòng vang lên một tiếng. Đinh Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được chư thiên mạnh nhất vũ em hệ thống. Dương Trần trong mắt sáng ngời. Tâm niệm vừa động, trước mặt xuất hiện một tấm bản trong suốt. Tên Dương Trần, cảnh giới. Con kiến hôi huyết mạch. Hậu thiên nhân tộc Thiên Phú thần thông. Vô công pháp. Vô pháp bảo. Vô nhìn thấy trước mắt hiện ra hết thảy, Dương Trần không khỏi há miệng, hung hăng hít một hơi. Hệ thống. Là tồn tại của hệ thống. Lúc này trong lòng Dương Trần nháy mắt giấy lên hỏa diễm, mặc dù mình chỉ là phàm nhân, cũng chưa chắc không có năng lực ngăn cản thiên đình khi hệ thống xuất hiện công năng của nó cũng hiện lên trong lòng dương trần rõ như lòng bàn tay thân là vú em mạnh nhất chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng bảy đứa con của mình liền có thể đạt được phản lợi còn có một loại tên là phụ ái giá trị đồ vật có thể tại hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy khen thưởng mở cửa hàng hệ thống dương trần tâm niệm khẽ động bản điều khiển trong suốt trước mặt trong nháy mắt biến hóa phóng mắt nhìn lại dương trần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng Cử chuyển Kim Đan .9999 giá trị tình thương của cha Ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo 15.000 phụ ái giá trị hắn hóa tự tại Pháp 50.000 phụ ái giá trị Hỗn động thanh liên chủng 999.999 .999 giá trị tình thương của cha Các loại đồ vật trực rỡ muôn màu Cơ hồ bao quát chư thiên thế giới hết thảy Thậm chí ngay cả hỗn động thanh liên chủng Loại đồ vật này đều có thể đổi Hồng hoang siêu nhiên chư thiên ta làm sao coi trọng các bảo vật chư thiên khác. Dương Trần trong lòng hơi cảm thán. Nhưng vào lúc này, thanh âm hệ thống chợt vang lên. Bẩm báo chủ nhân, hàng hóa đến từ chư thiên vạn giới trải qua mức độ tăng phúc khác nhau, vật đẹp giá rẻ. Nghe hệ thống nói, Dương Trần kinh ngạc một trận. Hay lắm. Hệ thống này đời trước là bán hàng đi. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Trần vội vàng nhìn chung quanh, bây giờ mình mấy hài nhi đâu bất hối còn đang trong tả lót bị chính mình gắt gao ông vào trong ngực phụ thân phụ thân bên cạnh truyền đến vài tiếng kêu ngọt ngào dương trần trong lòng không khỏi khẩu khí quay đầu nhìn lại cũng không phải là nhà mình mấy cái tri kỷ áo bông nhỏ không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi dương trần vội vàng mở miệng bất quá lão nhị dương tiễn nhà hắn đâu cha cha đè lên con rồi dương tiễn mơ mơ màng màng mở miệng cùng lúc đó hệ thống thanh âm truyền đến đinh phụ từ tử hiếu phụ ái giá trị một dương trần hơi nâng tráng giá trị tình thương của cha còn có thể âm bất quá lúc này trong lòng dương trần cũng đại khái hiểu rõ này phụ ái giá trị là như thế nào đạt được thiên nhi mặc sầu mấy người chúng ta làm ta lo lắng muốn chết dương trần đứng dậy ông chặt áo bông tri kỷ của mình kiểm tra đo lường được chủ nhân đang quan tâm nữ nhi, phụ ái giá trị 10, 10 giá trị tình thương của cha từ từ tăng lên, trong lòng Dương Trần không khỏi có chút kích động. Quay đầu nhìn về phía mấy người tiểu nha, trong mắt sáng ngời. Nào, để ba ông một cái. Nhưng lần này, hệ thống không có phần thưởng. Xem ra, chỉ có xuất phát từ nội tâm yêu thương mới có thể đạt được giá trị tình thương của cha. Dương Trần khẽ gật đầu lúc này trong lòng của hắn cũng truyền đến hệ thống nhắc nhở chúc mừng chủ nhân lần thứ nhất đạt được phụ ái giá trị khen thưởng tân thủ túi quà hả dương trần trong mắt sáng ngời hiện giờ đang lo lắng mình phải mang theo mấy đứa nhỏ như thế nào đây mở quà cho người mới ra đinh chủ nhân đã mở khóa thiên phú kiểm tra hệ thống nhưng toàn bộ phương diện xem xét huyết mạch hậu nhân thiên phú theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở Dương Trần trong lòng cũng có chút kích động, trực tiếp nhìn về phía lão nhị nhà mình. "Lão nhị?" Dương Tiễn cảnh giới. "Con kiến hôi, huyết mạch." Nhân thần hỗn huyết, trong hồi phục thiên phú thần thông. Trời sinh thần lực, tử tiêu thiên nhãn, công pháp. Vô pháp bảo. Vô nhìn thấy liên tiếp này, Dương Trần trực tiếp mở to hai mắt. "Chết tiệt. Lão nhị nhà ta điểu như vậy sao?" bất quá dương tiễn tương lai nhưng là có thể thân thể thành thánh dương trần trong lòng nhiều ít có vài phần chuẩn bị vậy áo bông tri kỹ nhà mình thì sao tiếp theo dương thần lại nhanh chóng nhìn thiền nhi một chút mạc sầu thiên y tình huống của mấy người lão tứ dương mạc sầu cảnh giới con kiến hôi huyết mạch nhân thần hỗn huyết trong hồi phục thiên phú thần thông vô hạ chi tâm vô hạ chi thể hả? dương trần có chút kinh ngạc bất quá thanh âm của hệ thống phi thường tri kỷ vang lên vô hạ chi tâm dưới cảnh giới chuẩn thánh tu hành thông suốt thân thể vô hạ thần thông pháp thuật uy năng tăng gấp bội chết tiệt dương trần mở to hai mắt nhìn vốn tưởng rằng lão nhị nhà mình đã vô địch ai ngờ lão tứ cũng dũng mãnh như thế lão lục dương tiểu nha cảnh giới còn kiến hôi huyết mạch nhân thần hỗn huyết trong hồi phục thiên phú thần thông người thiên vận được thiên vận che chở mọi việc thuận lợi trong mắt dương trần lộ vẻ vui sướng hai nhi nhà mình có thiên phú như thế hắn sao có thể không vui chương không bốn thiên phú thần thông trời sinh thần lực tử tiêu thiên nhãn bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía bất hối trong lòng mình, theo bản trong suốt hiện ra. Ánh mắt Dương Trần cũng trừng lớn. Cái này. Lão thất. Dương bất hối, cảnh giới. Con kiến hôi, huyết mạch. Nhân thần hỗn huyết, trong hồi phục thiên phú thần thông. Vô nhìn những thứ này, Dương Trần ngược lại không có quá nhiều thất vọng. Chính mình lúc trước mấy hài nhi kia thiên phú thần thông, tư chất cùng chân đều cực kỳ thượng thừa, hắn còn có cái gì không hài lòng xem ra bất hối càng giống cha hắn một chút a à. trong lòng nghĩ như thế dương trần nhìn về phía lão thất nhà mình cũng có thêm một phần sủng ái kiểm tra đo lường được chủ nhân đang quan tâm nữ nhi phụ ái giá trị 10, bất quá việc cấp bách vẫn là muốn biết rõ ràng hiện tại đến địa phương nào phóng tầm mắt nhìn lại xung quanh quả thực là hoang vu giả lĩnh loại tình huống này đừng nói có người ở hay không chỉ có thể cầu nguyện không có giả thú hồng hoang hung mảnh kia. Phụ thân, con đói bụng. Dương Tiểu Nha ủy khuất mở miệng. Bộ dáng buộc hai cái bánh quai chèo kia ta thấy mà thương. Cẩn thận, có phụ thân ở đây. Dương Trần đang muốn mở miệng nói chuyện. Trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống mấy cành trái cây, trên đó còn lóe sáng, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lúc này có hai cái thân ảnh thật lớn đang ở trên bầu trời giao phong có thể nói là che khuất bầu trời lấy tu vi dương trần tuy rằng nhìn không ra này hai cái sinh linh tu vi nhưng cũng có thể trực quan cảm nhận được bọn họ khủng bố hát sát tẩy tuỷ nguyên quả này chỉ bằng một huyền tiên ngươi còn muốn lấy được vậy thì tới đấu một trận theo hai tiếng quát lớn trên bầu trời giao phong cũng càng kịch liệt hồng quan bắn tung tóe vạn trượng bầu trời đều không còn chút gì cũng là đám người dương trần cách rất xa nếu không phải như thế chỉ là dư âm giao thủ bực này cũng đủ để đem bọn họ hình thần câu diệt cách không biết bao nhiêu vạn trượng thiên khung giao phong đúng là làm cho mặt đất rung động hai tôn sinh linh này trong nháy mắt chính là bay qua lúc này dương trần cũng biết trên mặt đất này mấy quả trái cây là vật gì đúng là tẩy tuỷ nguyên quả tẩy tuỷ nguyên quả loại bỏ ám thương tẩy rửa nhục thân nguyên thần cái này dương trần mở to hai mắt nhìn tốt lắm vận khí này cũng không còn ai cúi đầu nhìn lại tẩy nguyên quả này không nhiều không ít vừa vặn có bảy quả vừa vặn mỗi người một quả nhìn về phía lão lục nhà mình tiểu nha ngươi là thần của ta dương trần không khỏi cảm khái nói tẩy tuỷ nguyên quả này mặc dù đối với huyền tiên mà nói cũng là cực kỳ trân quý nhưng cơ duyên bực này lại rơi vào trước mặt bọn họ lão lục nhà mình không hổ là người thiên vận hệ thống phàm nhân bình thường cũng có thể ăn tẩy tuỷ nguyên quả này sao có thể sau khi được hệ thống xác nhận dương trần vung tay lên đến nghe lời ba ăn trái cây này nhưng vào lúc này bất hối trong lòng đột nhiên khóc lên nhìn thấy bất hối trong lòng mình dương trần xấu hổ cười cười chính mình ngược lại đã quên bất hối vừa mới sinh ra. Cũng may là con lai nhân thần, nếu là hài đồng nhân tộc bình thường, một đường sóc nảy chỉ sợ sớm lành ít dữ nhiều. Bất quá hôm nay nương tử nhà mình bị thiên đình trấn áp, mình vẫn là trước tăng lên tu vi một chút, sau đó đi bắt con báo hoa cho bất hối ăn sữa thú. Vết bẩn, đây chính là đại ngộ hoang thiên đế mới có. Dương Trần trực tiếp ăn tẩy tuỷ nguyên quả, thoáng chốc trong thân thể bộc phát ra hào quang vạn trường hào quang quanh quẩn thân thể, thiên địa linh khí chung quanh đúng là bị dẫn dắt trót vào trong đó, giờ khắc này Dương Trần đã có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Thân thể rung lên. Thành công bước vào con đường tu đạo. Không lâu sau, Dương Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt là vẻ vui mừng không kiềm chế được, lúc này đã là cảnh giới luyện hư hóa thần. Hơn nữa còn có thu hoạch lớn hơn, hiện tại mình đã là đạo thể đứng đầu, chỉ kém tiên thiên nhân tộc một chút kể từ đó, có hy vọng thành tiên. Nhìn về phía mấy hài nhi nhà mình, trong mắt Dương Trần hiện lên một tia dị sắc. Huyền quan trên người lão nhị Dương tiễn quanh quẩn. Trên trán đúng là có một con ngươi dựng thẳng đang chậm rãi mở ra, chỉ là mở ra chút liền có vạn trượng thần quan xông thẳng lên trời. Đoan là vô cùng thần dị. Lão nhị. Dương tiễn cảnh giới. Luyện thần phản hư. Huyết mạch con lai nhân thần thiên phú thần thông trời sinh thần lực tử tiêu thiên nhãn dương trần lúc này mới hiểu được lúc trước nương tử mình vì phòng ngừa hài tử khác với người thường lúc này mới ra tay phong ấn huyết mạch lực của bọn nhỏ hiện giờ tẩy tuỷ nguyên quả không khỏi có thể tẩy rửa huyết mạch nguyên thần hơn nữa còn tẩy rửa phong ấn nương tử nhà mình bày ra mà những chiếc áo bông tri kỹ khác cũng đều là hào quang vạn trượng Cảnh tượng như thế ngược lại làm cho lão cha hắn có chút vui mừng, dương tiễn con ta có tư chất chuẩn thánh. Dương Trần cũng nhớ tới chính mình tân thủ đại lễ bao, nhưng là có một trương thiên phú tăng lên thẻ. Hôm nay đại nhi dương giao không có ở đây. Dương Trần nhìn qua dương tiễn trong mắt nhiều hơn mỉm cười. Sử dụng thẻ tăng cường thiên phú với lão nhị. Dương Trần trong lòng thầm nói. Phụ thân, tráng con đau quá. Dương tiễn ăn đau nói dụng tâm cảm thụ tâm nhược băng thanh phản bản quy nguyên dương trần lo lắng bối rối nói mấy từ dù sao hài nhi nhà mình chính là thức tỉnh thiên phú thần thông cũng không có gì đáng ngại trong khi đó dưới sự vô cùng lo lắng này dương tiễn trong lòng một mực yên lặng niệm động đạo kinh mà cha mình mỗi ngày giảng cho mình đạo khả đạo phi thường đạo chỉ cần giây lát dương tiễn trên trán kim văn đúng là dây dưa cùng một chỗ hóa thành màu tím hạo đảng khí tức tràn ngập mà ra thiên nhãn này hiển nhiên trở nên càng khủng bố chương không năm thu được phản lợi đại đạo chi đồng bạn đang nghe tại truyện chấm audio tử tiêu thiên nhãn tiếng dai luân hồi thiên nhãn thu được lợi nhuận đại đạo chi đồng lão nhị tu vi đột phá luyện hư hóa thần tu vi phản hồi trong lòng dương trần vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở theo đó còn có một cổ lực lượng khủng bố từ trong thân thể tuôn ra, bầu trời cũng trong nháy mắt hôn ám lên. Trời ạ, à, luyện hư phản thần. Dương Trần có chút kinh hãi, Không nghĩ tới hệ thống này lại có lực như thế, chỉ là lão nhị đột phá liền có thể có chỗ tốt như thế. Hắn không khỏi nhìn về phía mấy khuê nữ khác, đây đều là áo bông tri kỷ của mình a. À. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, khung trời đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, từng đạo lôi quang du tại cuồn cuộn trong mây mù hạo đáng thiên uy từ bầu trời áp xuống, Dương Trần cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Theo Dương tiễn thức tỉnh thiên phú thần thông. Trên trán kia một quả quanh quẩn tử khí thiên nhãn mở ra, phía sau cũng trong nháy mắt hiện ra một quả hư ảo thiên nhãn. Chỉ trong nháy mắt. Oanh! Một vệt kinh thiên lôi đình trực tiếp rơi xuống. Cả thiên địa đều rung lên. Dương Trần nuốt một ngụm nước miếng, đây là đã xảy ra chuyện gì? lúc này không kịp nghĩ nhiều khung trời đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ từng đạo lôi quan du tại cuồn cuộn trong mây mù hạo đảng thiên uy từ bầu trời áp xuống dương tiễn càng là đứng mũi chịu sào bị vô cùng thiên uy này lôi kéo áp bách dương trần cũng hiểu được ý tứ của thiên đạo luân hồi thiên nhãn không thể hiện hậu thế không tốt trong lòng dương trần hiện lên ý niệm mặc kệ hài nhi mình thiên phú thần thông lợi hại bao nhiêu nhưng hôm nay cũng chỉ là hài tự chín tuổi mà thôi. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, trên người dương tiễn lại tuôn ra thần quang. Trước tiên thử xem uy lực của luân hồi thiên nhãn. Đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn, trong mắt dương tiễn hiện lên một tia sáng. Đối mặt thiên khung dị tượng, trong mắt chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại còn có nhàn nhạt hưng phấn. Cha mình từng nói, làm người chính là muốn cùng trời đấu. Luân hồi thiên nhãn. Dương Tiễn khẽ quát Pháp lực trên người kích động mà ra Chỉ thấy phía sau có một thiên nhãn thâm thúy màu tím khí tức quanh quẩn hiện lên Thiên lôi còn đang thai ngén Dương Tiễn đúng là trực tiếp hướng thiên khung kia bay đi Không có chút nào đem lôi kiếp này để ở trong mắt Trong khi đó, lôi quang trong lôi vân hơi ngưng trệ Thoáng chốc lại bắn ra vạn trượng lôi đào Tự như bị hành động của Dương Tiễn chọc giận Chỉ là phàm nhân, sao dám miệt thị thiên uy ngọc tuyền sơn chỉ thấy có một đạo nhân râu bạc trắng trong mắt lộ vẻ lo lắng trên tay còn đang bấm quyết thôi diễn người này chính là ngọc đỉnh chân nhân một trong mười hai kim tiên xiển giáo không đúng nha vì sao dương tiễn kia còn chưa tới ngọc đỉnh chân nhân thì thào mở miệng dựa theo lúc trước mình thôi diễn dương tiễn kia hẳn là đã đi tới ngọc tuyền sơn giới hơn nữa trong lòng mình có một cổ nguy cơ như có như không Giống như duyên phận thầy trò giữa mình và Dương Tiễn càng ngày càng cạn, sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Tâm niệm sở trí, Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày. Trong tay bóp ra pháp quyết Huyền Diệu, bên cạnh từng đóa hoa sen sinh ra nở rộ, điềm lành hào quang chậm rãi chiếu rọi. Đoan là Huyền Diệu nói không nên lời. Mà hắn nhíu mày, cũng chậm rãi giảng ra. Thì ra là ở Đông Hải. Trong mắt Ngọc Đỉnh chân nhân hiện lên một tia sáng. Dương Tiễn kia là đệ tử định mệnh của mình, hơn nữa thiên phú tuyệt đối là thượng thượng thưa. Cũng bởi vậy, thu hắn làm đệ tử chính là một phần cơ duyên không nhỏ. Biết được Dương Tiễn đang ở Đông Hải, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không do dự nữa, trực tiếp dựng lên một đóa tường vân hướng Đông Hải bay đi. Đồ nhiên ngoan, ta tới đây. 33 thiên ngoại thiên, Thái Hoa thiên hoa hoàng cung. Chỉ thấy một đạo nhân thân đuôi trắng nữ tử nhàn nhạt nhìn về phía hoa hoàng cung bên trong đầm nước nữ tử này chính là nữ oa thánh nhân tạo ra nhân tộc. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Chỉ thấy từng đạo khí tức huyền diệu lưu chuyển, trong đó có một bạch liên chậm rãi nở rộ ra. Bảo liên hoa khai, thanh loan ngươi đi đón dương thiền tới. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời thái oa thiên có một đạo thân ảnh màu xanh, sau khi phát ra một tiếng phượng minh liền rơi vào bên cạnh nữ oa thánh nhân linh quan chợt lóe liền hóa thành một thị nữ áo xanh dung mạo đâu chỉ đẹp đến khó tin vâng nương nương thanh loan cung kính cúi đầu thanh âm vẫn dễ nghe như chim sơn ca dứt lời thanh loan chính là hóa thành bản thể hướng nhân gian mà đi trong thiên đình một tòa đại điện cực kỳ huy hoàng trong đó một đạo uy nghiêm đến cực điểm thân ảnh chậm rãi mở to mắt trong đó đúng là huy quan tương phản đang xen ra tam giới hắn ánh mắt trực tiếp từ tam thập tam thiên ngoại thiên, nhắm thẳng Đông Hải. Hả? Hay cho một nghiệp chướng? Thiên đế chậm rãi há miệng quát. Hắn tự nhiên biết được, người bị thiên uy trấn áp chính là nghiệt tử do mùi mùi giao cơ của mình sinh ra. Mắt thấy hòn đảo nhỏ kia, ở trong thiên uy vô biên cùng kinh đào đầy trời giống như một chiếc thuyền lệch. Chỉ sợ không tới một lát, sẽ bị diệt. Đúng là vừa vặn vạn năm cấm vận cũng đủ rồi, phàm nhân há có thể cùng tiên cấu kết. Đông Hải chi địa, lúc này thiên khung đã bị lôi kiếp to lớn che đậy. Vô số sinh linh đều khiếp sợ. Đến tột cùng là làm cái gì, lại gây ra lôi kiếp khủng bố như thế, đây là đang bị trời phạt sao? Ngọc đỉnh chân nhân giá tường vân mà đến cũng là khiếp sợ. Đến tột cùng là người phương nào? Lúc này Dương Tiễn không rảnh bận tâm nhiều. Sau khi bay vào vòng trời, lôi hải vô biên thoáng chốc ngưng tụ thành một cổ, chỉ thấy từng đạo lôi đình dây dưa hóa thành một đầu lôi long. Chỉ là gào thét, liền như kinh thiên lôi đình nổ vang. Đối mặt cảnh tượng như thế, trong mắt dương tiễn càng thêm sáng ngời. Chân đạp thiên động đất càng khôn, thương khung mặt ta tung hoành du. Nói ra, lôi hải đầy trời chợt nổ vang, tự hồ lại kinh khủng mấy phần. Hiển nhiên là đối với dương tiễn đối với thiên bất kính đáp lại. Thấy một màn như vậy, Dương Trần thiếu chút nữa học máu. Tuy nói mình không có việc gì sẽ nhắc tới hai câu, nhưng lời này là dùng vào lúc này sao? Chương không 06 Cha, bên kia đứng một cái lỗ mũi trâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhị ca thật lợi hại nha. Nhị ca uy vũ. Hoa. Ta cũng muốn cùng nhị ca như vậy. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Dương Trần đều là tiếng hoang hồ của tiểu Hoa Nhi nhất là Dương Thiện cùng Tiểu Nha, chứng kiến trên vòng trời kinh khủng như thế cảnh tượng, trong mắt đều muốn tỏa sáng. Nhìn thấy biểu hiện của đám hùng hài tử này, Dương Trần hơi đỡ tráng. Đây chính là thiên đạo A. À? Các ngươi như vậy thật sự tốt sao? Tuy nói trong lòng Dương Trần chăm chọc như thế, nhưng nhìn thấy nhà mình áo bông nhỏ không có sợ hãi, ngược lại là có chút không hiểu vui mừng. Oanh! Trên bầu trời kia sấm sét trung động làm như bị những đứa nhỏ này ngôn ngữ chọc giận cái kia lôi hải trở nên lại khủng bố mấy phần thấy một màn như vậy dương trần vốn đang thư giãn lông mày lại nhíu chặt lại chết tiệt thiên đạo này cũng quá hẹp hòi lúc này hắn ngược lại rất muốn cùng thiên đạo tán gẫu hai câu lại thêm hai câu hùng hài tử kim câu hắn vẫn chỉ là một đứa bé a à. nếu là thiên đạo trên trời có linh nghe được những lời này chỉ sợ cũng muốn huyết áp tăng vọt đối mặt với lôi đình đầy trời này, Dương Tiễn cũng không sợ. Luân hồi thiên nhãn phía sau bộc phát ra vạn trượng thần quang, chỉ thấy từ trong hư ảo bó đồng, biến hóa chư thiên. Vô lượng quang mang mà ra, trực tiếp nghênh đón lôi hải thần long mà đi. Trong khi đó, một đạo thân ảnh đã đến bên tiểu đảo, đạo nhân tay chấp trưởng phất trần, tóc bạc đồng nhang đặt chân vào trong đó. Đệ tử của ta hẳn là ở chỗ này. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn về phía hòn đảo trước mặt khoảng chừng mấy trăm vạn trượng nhưng đối mặt đông hải rộng lớn vô ngần mà nói không thể nghi ngờ là hòn đảo nhỏ ngay tại thời điểm hắn muốn bước lên đảo cũng nghe được dương tiễn nói càng hả người nào dám nói lời này ngọc đỉnh sắc mặt ngưng tụ trong lòng cũng kinh hãi thiên đạo ở trên đối với những phàm tục tầm thường mà nói làm càng một hai cũng không ngại nhưng đối với tồn tại bực này của hắn há có thể như thế hơn nữa người này vốn khiến cho thiên đạo chú ý, muốn chết. Người này là ai? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lên bầu trời. Thấy được thân ảnh bơi trong lôi hải, vô lượng thần quan che chở, vạn trượng quan mang phun ra nuốt vào. Nơi đi qua, vô luận là kiếp vân hay là lôi đình, đều tan rã trong nháy mắt. Thần thông thật kinh người. Trong mắt Ngọc Đỉnh chân nhân hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra chỗ cao minh của thần thông này, đến tột cùng là môn hạ ai mới có thể như thế hy vọng đệ tử của ta không ngại ngọc đỉnh chân nhân không khỏi nhíu mày căn cứ vào suy diễn của mình dương tiễn liền ở phía trước phía dưới kinh thiên lôi đình giống như đảo con lúc này dị tượng đầy trời dưới luân hồi thiên nhãn của dương tiễn tuyết xuân tan rã cực kỳ thần dị sóng to gió lớn chậm rãi quy về vững vàng hòn đảo nhỏ vốn đang lay động cũng dần dần ổn định lại xem ra hài nhi ta thật ra vô sự. Dương Trần chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Dương tiễn thần uy, làm lão cha đây chính là tràn đầy vui mừng. Hận không thể ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng. Con ta Dương tiễn có tư chất chiến thần. Ở bên cạnh, bốn tiểu oa nhi hồng điêu vòng ngọc đã nhìn đến ngay người, trong ánh mắt đen nhánh tràn đầy hào quang. Ta cũng muốn cùng ca ca như vậy. Ta cũng vậy. Còn có ta còn có ta một đám tiểu oa nhi hiển nhiên là đem nhị ca nhà mình dương tiễn trở thành thần tượng vả lại lập chí hướng hắn học tập nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của dương thiền dương trần không khỏi đầu đầy hắc tuyến ngoan ngoãn cái này cũng không hướng học a ngay lúc này một đạo nhân tóc bạc đồng nhang đang chậm rãi đi tới mà dương trần cũng không hề phát hiện đối với cái này ngọc đỉnh chân nhân vẻ mặt lạnh nhạt theo hắn xem ra dương trần chỉ là một phàm nhân mà thôi chính mình nếu là không muốn cho hắn nhìn thấy tùy tiện đứng ở trước mặt hắn dương trần cũng không có khả năng phát hiện mình chỉ là ngọc đỉnh chân nhân lại không chú ý tới dương trần bên cạnh mấy cái tiểu oa nhi chính vẻ mặt tò mò hướng về ngọc đỉnh chân nhân xem ra chỉ có điều lúc này lực chú ý của ngọc đỉnh chân nhân đều ở biến hóa dị tượng trên khung trời thần thông kia không biết ẩn chứa huyền diệu cỡ nào đúng là có thể xoa dịu cơn giận của thiên đạo cho dù là hắn cũng chưa từng nghe thấy đợi đến khi thấy rõ thân ảnh người nọ ngọc đỉnh trực tiếp mở to hai mắt cái này dương tiễn thiên phú như thế thật sự là khó được ngọc đỉnh chân nhân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nếu có thể thu dương tiễn làm đồ đệ đối với mình chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng tiếp theo hắn lại nhìn về phía dương trần không khỏi đánh giá một phen không nhìn cũng không sao vừa nhìn ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp há to miệng biết rằng xiển giáo mình chú trọng nhất là tư chất theo chân nhưng tư chất của mấy tiểu oa nhi này coi như là phóng tầm mắt ra hồng hoang thượng cổ cũng khó có được hiện giờ hơn nửa dương tiễn lại ước chừng có hơn sáu người ngọc đỉnh an nhịn được khiếp sợ trong lòng đánh giá dương trần hắn ngược lại muốn xem phàm nhân này có năng lực gì đúng lúc này dương trần trong lòng không hối hận qua một tiếng khóc lớn lên chẳng lẽ là đói bụng sao dương trần nhíu mày nhìn bất hối chỉ thấy lúc này bất hối bỗng nhiên ngừng khóc nhìn về phía hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh bỉ giống như là đang nói lão tiếng ngươi hết thuốc chữa rồi cái này cái này dương trần gãi đầu con gấu này bất hối nhà ta giống cha hắn nhất về sau cũng nhất định là người ngoan ngoãn nhất chính mình hoa mắt hay sao? Ngay khi hắn còn có chút nghi hoặc. Lão lục nhà mình Dương Tiểu Nha bỗng nhiên mở miệng quát. Phụ thân mau nhìn, bên kia đứng cái mũi trâu. Chương 7 Khiếp sợ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, không tin tà Thanh Loan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu Nha mở miệng, những đứa trẻ khác cũng liếu ríu gật đầu nói. Đúng vậy đúng vậy, lão đạo mũi trâu kia đang nhìn chầm chầm chúng ta, vừa nhìn đã không có tâm tư tốt. Dương Thiền mặc dù là tuổi còn nhỏ, nhưng lập tức đem các muội muội bảo hộ ở phía sau mình, cảnh giác nhìn xem Ngọc đỉnh. Đương nhiên, Dương Trần cũng bị nàng một cái kéo bảo vệ ở phía sau. Hắc, đứa nhỏ này cứ như vậy không tin được cha nàng. Dương Trần bất đắc dĩ đỡ trán thở dài, nhưng nhìn bộ dáng tiểu đại nhân của Dương Thiền, trong lòng cũng thỏa mãn. Lão Tam cũng hiểu chuyện a. À tuổi còn nhỏ đã biết che chở các muội mùi của mình. Bất quá lão đạo mũi trâu gì gì đó, sẽ là ai đây? Mắt thấy nhà mình mấy cái phấn điêu ngọc mài tiểu áo bông đều nhìn về cùng một phương hướng, Dương Trần cũng không khỏi nhíu mày nhìn lại. Cái quái gì thế? Chính mình lại bị mấy tiểu oa nhi phạm nhân phát hiện. Ngọc Đỉnh đứng trong hư không, hỗn độn trong gió, có chút không thể chấp nhận sự thật này. Chính mình tốt xấu gì cũng là thánh nhân thân truyền đệ tử, xiển giáo 12 kim tiên một trong, đạo pháp huyền diệu, tu vi cao thâm, có thể bị mấy cái tiểu oa nhi phát hiện. Nói giỡn, Ngọc Đỉnh chân nhân hắn có thể lấy việc thu đồ đệ này làm bảo đảm. Cái này nếu là thật, hắn tại chỗ từ nơi này nhảy xuống, chết bên ngoài, cũng tuyệt không thu đồ đệ. Nhưng mà, ánh mắt mấy tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác nhìn mình quả thực làm cho Ngọc Đỉnh có chút tê dại. Cũng không thể, mình thật sự bị phát hiện rồi. Hẳn là, có lẽ có thể không thể nào trong lòng ngọc đỉnh thật sự một chút cũng không có vốn nghĩ mình là thái ất kim tiên sao lại bị mấy tiểu oa nhi phạm nhân phát hiện chứ nhưng mấy tiểu oa nhi kia nhìn mình chằm chằm hơn nữa ý tứ trong lời ngoại lời rõ ràng là đã sớm phát hiện mình điều này không nên a à. ngọc đỉnh không hiểu ra sao tràn đầy khó có thể tin thanh loan che môi cười khẽ ngọc đỉnh chân nhân này tốt xấu gì cũng là thánh nhân thân truyền một thái ất lại bị mấy tiểu oa nhi phạm nhân còn chưa trưởng thành phát hiện tung tích. Thật sự buồn cười. Cái này, hắn mất mặt thật lớn. Bất quá nói tới cũng kỳ quái, mấy phạm nhân tiểu oa nhi lại có thể phát hiện một vị thái ất kim tiên có tâm ẩn nấp. Chẳng lẽ, những con búp bê này còn có bí mật gì hay sao? Nàng sinh lòng tò mò, mắt phượng dừng trên người mấy đứa nhỏ dương gia, cẩn thận đánh giá. Nhưng nàng lại không chú ý tới, tiểu hài nhi trong tả lót trong lòng dương trần bất hối giờ phút này đang mở to một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thanh loan cuối cùng rơi vào trên người dương tiễn chính là hài tử này dẫn động lôi kiếp đưa tới dị tượng đầy trời hơn nữa tự hồ đệ tử thiên mệnh ngọc đỉnh kia chính là đứa bé này nàng ngược lại muốn nhìn xem thiếu niên này rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ lại có thể làm cho thiên đạo giáng xuống như vậy khủng bố lôi kiếp nàng năm ngón tay giao hợp lấy chuẩn thánh kia khổng lồ pháp lực bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà, bất quá một lát, nàng liền vẽ mặt khiếp sợ nhìn Dương Tiễn. Không ngờ tính không ra. Không riêng gì như thế, thôi diễn một phàm nhân tiểu oa nhi, vậy mà coi như đầu của nàng phản phất muốn nổ bình thường. Phải biết rằng, nàng bây giờ chính là chuẩn thánh, dưới năng lực thôi diễn của nàng, những thứ không tính ra được cũng ít có. Dương tiễn này lại thần dị như thế. Quên đi, đổi cái khác đi ánh mắt thanh loan lại rơi vào lão tam dương thiền trên người một lát sau nàng đau đầu muốn nứt ra lần nữa quyết đoán buông tha đổi một cái lại một cái thẳng đến dương gia sáu hài tử tất cả đều bị nàng thôi diễn một lần sắc mặt thanh loan cũng hoàn toàn thay đổi vẻ mặt giống như gặp quỷ sắc mặt tái nhợt không thôi cô hao hết tâm huyết tính lực thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không thôi diễn ra phải biết rằng nàng đường đường là chuẩn thánh vậy mà sẽ thôi diễn không ra mấy cái phạm nhân tiểu oa nhi đùa thôi mà đừng nói mấy tiểu oa nhi này chính là để cho nàng thôi diễn mẫu thân giao cơ của bọn họ nàng cũng có thể tính ra a à? những đứa trẻ này rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào a à? nghỉ ngơi một lát thanh loan bình tĩnh lại rất nhiều nàng hôm nay cũng không tin cái này tà thật đúng là cái gì cũng không tính ra được hay sao ánh mắt của nàng nhìn về phía dương trần mấy tiểu oa nhi này thân mang thiên thần huyết mạch không tính ra, phàm nhân bình thường này, hậu thiên nhân tộc thuần khiết cũng không có khả năng cái gì cũng không tính ra đi. Cô lại bấm ngón tay thôi diễn. Bất quá giây lát, ngón tay của nàng liền bị một cổ vĩ lực không hiểu bắn ra, khó có thể thôi diễn. Không chỉ như thế, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng là phun ra một giọt tinh huyết. Giọt máu màu vàng kia rơi xuống chư thiên, ma diệt vô số đại thiên thế giới. Cái quỷ gì? thôi diễn một phàm nhân lại cắn trả trọng thương đường đường chuẩn thánh chi tôn của mình thanh loan ngẩng đầu tràn đầy khó có thể tin nhìn dương trần đây thật sự là một phàm nhân sao từ khi nào ngưỡng cửa phàm nhân đều cao như vậy cùng lúc đó ngọc đỉnh cũng từ trong hư không đi ra vẻ mặt ôn hòa ý cười hắn coi như là suy nghĩ cẩn thận dương tiễn như vậy nghịch thiên tư nhất định phải thu làm đệ tử tuyệt đối không thể bỏ qua nhìn từ trong hư không đi ra ngọc đỉnh, Dương Trần cũng kịp phản ứng, đây chỉ sợ chính là khuê nữ nói cái kia mũi trâu lão đạo. Người này lai lịch gì, thoạt nhìn có chút thần thông ở trên người A. Bất quá so với nghi hoặc, trong lòng hắn càng có kích động. Đến nơi này lâu như vậy, có thể coi là nhìn thấy một người sống. Chương 08 Thanh Loan hiện thân, lòng sinh cấp bách ngọc đỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dương Trần trong lòng kích động đi lên phía trước hỏi: Xin hỏi lão nhân gia, nơi này là địa phương nào? Ngọc Đỉnh cũng không có trả lời Dương Trần vấn đề. Sau đó một lần lại một lần đánh giá Dương gia mấy hài tử. Ai ha, được, thật sự là tốt. Ngọc Đỉnh lòng tràn đầy vui mừng, có chút xinh đẹp chú ý tới ánh mắt của mình lúc này giống như si hán. Mấy đứa nhỏ này, Thiên Tư hôm nay thật sự là một người thi một người tốt a. À? Ngọc Đỉnh vốn là vì thu dương tiễn làm đồ đệ mà đến, nhưng hôm nay nhìn thấy thiên tư bất phàm của mấy hài tử khác Dương gia, chợt nổi lên lòng yêu tài. Dù sao thu một cái cũng là thu, thu một đám cũng là thu. Thiên tư của những con búp bê này đều kinh người bất phàm như vậy, nếu ném ở thế gian, vậy không phải lãng phí sao? Không bằng thu hết, Ngọc Định nhấc mạch của hắn nhân tại đông đúc rồi. Các đồ nhi giỏi, vi sư tới rồi ngọc đỉnh thật không dễ dàng khôi phục xuất trần cao nhân tư thái nhìn về phía dương trần ngạo nghễ cười nói nơi đây chính là đông hải đông hải nương tử đây là trực tiếp đưa mình đến đông hải trách không được nơi này người ở thưa thớt sâu trong hải vực có thể có người không phải gặp quỷ sao ta là đệ tử thân truyền của nguyên thủy thánh nhân xiển giáo ngọc đỉnh chân nhân một trong mười hai kim tiên chết tiệt không ngờ là ngọc đỉnh Dương Trần khiếp sợ nhìn lão đạo mũi trâu mặc áo bào rộng lớn, tóc bạc nhan sắc trẻ con trước mắt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đây chính là đệ tử thánh nhân, đại năng danh chấn hồng hoang A. À. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ tự mình hàng lâm cái hải đảo chim không ỉa này. Đúng rồi, nhất định là vì lão nhị mà tới. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Dương Trần, Ngọc Đỉnh tự tin nở nụ cười. Phàm nhân chính là phàm nhân, chỉ là nghe đến xiển giáo cùng 12 kim tiên danh tiếng liền như vậy khiếp sợ. Cái này ổn rồi. Bất quá, lúc này Ngọc đỉnh chân nhân lại không chú ý tới, một phàm nhân làm sao biết được sự tồn tại của mình. Đám tiểu oa nhi này cùng ta hữu duyên, ta muốn thu làm đệ tử, mang về Ngọc Tuyền Sơn điều dưỡng, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngọc đỉnh chân nhân lạnh nhạt nói. Dương Trần dù sao cũng là phụ thân của bọn hắn ngọc định muốn thu dương gia tiểu oa nhi làm đệ tử vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của dương trần hả cái gì dương trần bối rối cái này sao lại không giống với kịch bản chứ ngọc định không phải tới thu lão nhì sao sao lại coi trọng cả nhà mình như vậy chết tiệt cái này không thể được a à? đây chính là trăm triệu lần không được dưới tình thế cấp bách dương trần tự nhiên không thể đáp ứng kích động mở miệng ngươi nằm mơ gì cơ tư thái tiên nhân lạnh nhạt xuất trần của ngọc đỉnh từng chút từng chút cứng đờ sắc mặt cũng suy sụp hắn nghe thấy gì một cái chỉ là phàm nhân dám quát lớn chính mình nằm mơ trong nháy mắt sát khí trong mắt ngọc đỉnh bắt đầu khởi động ánh mắt bất thiện nhìn dương trần dương trần cũng mãnh liệt phản ánh tới lập tức che miệng của mình trong lòng vô cùng khiếp sợ chết tiệt ta đây là nói cái gì? Ngọc Định thế nhưng là thần tiên, chính mình đối với hắn bất kính như vậy, đây không phải là xong nhé con. Trong nháy mắt, Dương Trần gia đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá nghĩ đến thể thể nghiệm trương đại la kia, hắn vẫn hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, trong lòng cũng ổn định vài phần. Đại la kim tiên, vào thời điểm này, hẳn là coi như có thể chứ. Nếu thật sự không được liền dùng thẻ thể nghiệm đại la liều mạng với lão đạo mũi trâu Ngọc Đỉnh. Không hoảng hốt, trước mạnh mẽ ổn định một tay rồi nói sau. Nhưng mà, đúng lúc này, lão Tam Dương thiền lại mở miệng. "Phụ thân nói mũi trâu không phải người tốt, ngươi là người xấu sao?" Lão tứ mặt sầu cũng vẽ mặt ngây thơ nhìn Ngọc Đỉnh, "Da da mũi trâu, ngươi là người xấu sao?" Đây là đâu với đâu a? À? Ngọc Đỉnh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng muốn học máu cũng không thể ở trước mặt người ta đánh phụ thân người ta một trận đi cái này còn thu độ đệ hay không còn nữa người này dạy cái gì vậy tiểu cô nương đáng yêu phấn điêu ngọc mài đều bị hắn dạy thành như vậy ngọc đỉnh hung hăng trừng mắt liếc dương trần một cái dương trần bất đắc dĩ sờ sờ mũi mưa ta không có dưa a à. ngọc đỉnh sắc mặt khó xử không biết nên nói như thế nào dù sao cũng là mình xem trọng đệ tử tự nhiên là muốn thân thiện một chút hắn vừa cúi xuống nổi lên cảm xúc chuẩn bị mở miệng thời điểm đúng lúc này dương trần trong lòng bất hối lại chỉ vào một chỗ trống rỗng hư không qua qua khóc lớn lên lần này nhất thời đem tầm mắt mọi người hấp dẫn qua trong mắt tiểu nha tỏa sáng vui vẻ kêu lên qua phụ thân nơi đó có một con chim nhỏ xinh đẹp cái gì dương trần lập tức nhìn về phía bất hối chỉ phương hướng kia ngọc đỉnh cũng nghi hoặc xoay người nhìn lại nơi đây cư nhiên còn có người khác sao hắn không cảm nhận được mà thanh loan ẩn thân trong hư không cũng biến sắc không nghĩ tới tiểu oa nhi này cư nhiên cũng có thể phát hiện mình vốn tưởng rằng là ngọc đỉnh ẩn nấp công phu không đến nhà mới có thể bị những này tiểu oa nhi phát hiện hôm nay xem ra thật giống không phải chuyện như vậy a à. nếu đã bị phát hiện tự nhiên cũng liền không có ẩn núp đi xuống ý nghĩa vì thế Nàng chậm rãi từ trong hư không bước ra. Một nữ tử mặt thanh thường, dung mạo xinh đẹp rồi lại mang theo khí thế oai hùng hiên ngang chậm rãi đi tới. Hay lắm. Thật đúng là có người. Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Trong lòng dương trần tràn đầy khiếp sợ. Mà sau khi thái ất thấy rõ đạo thân ảnh kia, sắc mặt biến đổi. Lại là nàng. Đây không phải tọa kỵ của nữ oa thánh nhân, thanh loan chuẩn thánh sao nàng như thế nào cũng xuất hiện ở cái này chim không ỉ địa phương. Sẽ không phải là tới tranh giành đệ tử với mình chứ. Trong lòng Ngọc Đỉnh, nhất thời dân lên cảm giác cấp bách. Chương không chính Thánh nhân thể nghiệm tạp tới tay, hồng quân tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thanh Loan sắc mặt có chút không vui, lắc đầu nói. Nhà đầu ngươi, ta là phượng tộc Thanh Loan, chính là phượng hoàng huyết mạch thuần khiết, cũng không phải là chim nhỏ gì. Phượng tộc chính là một trong ba đại bá chủ thời thượng cổ, năm xưa từng xưng bá hồng hoang, càng trước vu yêu hai tộc. Mà thân là tộc nhân phượng tộc, tự nhiên lấy huyết mạch của mình ta làm tự hào. Tiểu nha đem nàng nói thành chim nhỏ, tự nhiên làm cho nàng có chút không vui. Đây không phải là hạ thấp huyết mạch tôn quý của nàng sao? Bất quá, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc. Tiểu oa nhi này không chỉ có thể phát hiện mình, còn có thể nhìn ra bản thể của mình đây là thiên tư cỡ nào. Phải biết rằng, những tiểu oa nhi này đều vẫn là phạm nhân, là có thể nhìn thấu chính mình một giới chuẩn thánh ngụy trang, nhìn thấu chính mình bản thể. Thiên tư như vậy, đừng nói hiện tại, chỉ sợ phóng tầm mắt hồng hoang trên dưới ức vạn năm đều khó tìm. Giỏi lắm. Phượng Hoàng Bị áo bông nhỏ nhà mình nói thành chim nhỏ. Nghe con sông, đây rốt cuộc là áo bông nhỏ, hay là áo bông trách lòng già hiểm độc a? À? Dương Trần bất đắc dĩ đỡ trán những hùng hài tử nhà mình này nha. Hai câu nói đắc tội hai vị đại năng, đứa bé này không thể nhận. Cũng may Thanh Loan cũng không cùng bọn họ so đo, nàng là phụ nữ oa thánh nhân ý chỉ mà đến, tự nhiên sẽ không bởi vì những kia có không lãng phí quá nhiều công phu. Nàng tiến lên, mở miệng nói: Ta là nữ oa thánh nhân Tọa Kỵ Thanh Loan, phụng mệnh nữ oa thánh nhân tiếp Dương Thiền vào hoa hoàng cung tu hành. Ngọc Đỉnh thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo nữ oa thánh nhân chỉ là muốn một cái dương thiền mình còn có thể một lưới bắt hết những con búp bê khác hắn cười híp mắt mở miệng đã như vậy vậy mời thanh loan tiền bối mang dương tiễn đi bần đạo nguyện thu búp bê khác làm đệ tử giỏi lắm hai vị đại năng cứ như vậy sáng ngời muốn cướp con ngọc đỉnh cười híp mắt nhìn dương trần tuy rằng vẻ mặt ý cười nhưng dương trần luôn cảm thấy hắn giống như đang nói ngươi nếu không đem hài tử giao cho ta xem lão đạo ta làm sao giết chết ngươi. Bên kia, Thanh Loan lại là một đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn Dương Trần. Tuy rằng nhìn không ra cái gì uy hiếp ý tứ, nhưng Dương Trần tổng cảm giác của mình lạnh lẽo. Nếu mình không đáp ứng, sợ sẽ không giữ được cái cổ tốt như vậy. Bị hai vị đại năng nhìn chăm chú, Dương Trần áp lực như núi. Cảm ơn lời mời, người đang ở Hồng Hoang, đại năng đoạt qua nhi, online chờ ngay tại Dương Trần không biết làm sao thời điểm, hệ thống kia lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường được chủ nhân tồn tại nguy hiểm, thẻ thể nghiệm đại la tự động thăng cấp. Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được thẻ thể nghiệm thánh nhân. Thẻ trải nghiệm thánh nhân. Giờ khắc này, hệ thống kia lạnh như băng thanh âm tại Dương Trần nghe tới nhưng là như vậy hòa ái dễ gần, tự như thiên nhiên. Vẫn là hệ thống có lực A. Hệ thống, ngươi là thần của ta lá bài trải nghiệm thánh nhân ôi 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 ánh mắt dương trần nhìn về phía ngọc đỉnh cùng thanh loan trong nháy mắt liền thay đổi muốn cướp con tôi phải không hãy nói cho tôi biết anh đang sổ cái gì anh đang sổ cái gì sau khi nhận được thẻ thể nghiệm thánh nhân thắt lưng dương trần trong nháy mắt liền cứng lên sau đó quyết đoán cự tuyệt đa tạ hảo ý của hai vị nhưng ta cũng không muốn bọn nhỏ rời đi kính xin hai vị thượng tiên rời đi nói dẫn có hệ thống tại có hệ thống ba ba cho mình ban thưởng coi như là thánh nhân đến hắn cũng sẽ không đồng ý để cho bọn họ mang đi hài tử nhà mình nghe được dương trần quyết đoán cự tuyệt ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt không vui thanh loan cũng mặc như hàng xương nhìn dương trần nhưng dương trần lại vẻ mặt lạnh nhạt dùng ngữ khí bình thản nhất nói lời khí phách nhất ngươi có biết là nữ oa thánh nhân bảo ta tới thu đồ đệ không dương trần gật đầu vậy thì sao hai tử nhà ta tuổi còn nhỏ, lớn như vậy để các nàng rời khỏi ta, đi bái sư hỏi, tuyệt đối không được. Nữ hoa thánh nhân cũng không áp chế được hắn. Hai mắt thanh loan lập tức lóe lên quang mang nguy hiểm. Trong lòng Ngọc Đỉnh càng hô to khiếp sợ. Phàm nhân này, hắn biết hắn đang nói cái gì không? Đây chính là pháp lệnh của nữ hoa thánh nhân, hắn lại dám cự tuyệt. Đây không phải là muốn chết sao? cả kinh ngọc đỉnh dùng sức dụi dụi con mắt của mình, nhìn chầm chầm dương trần đánh giá nửa ngày, lúc này mới tin chắc, người trước mắt này không phải cái gì thường cổ lão yêu quái, lại càng không phải cái gì hỗn độn thần ma, chỉ là một giới bình thường hậu thiên nhân tộc, một phạm nhân mà thôi. Lúc nào, một phàm nhân cũng dám điên cuồng như vậy. Là hắn già rồi sao? Ngọc Đỉnh khó có thể tin mà nhìn Dương Trần, nghĩ nát đầu cũng nghĩ không ra, phàm nhân này đến cùng có cái gì sức mạnh. Giám cự tuyệt nữ qua thánh nhân pháp lệnh. Bọn nhỏ tự nhiên không hiểu không khí dương cung bạc kiếm giữa ba người Dương Trần. Giờ phút này, đám tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác đều tò mò vây quanh thanh loan đánh giá, không khỏi nhau nhau thán phục. Oa, thật sự rất đẹp a. À? Phụ thân nói thần điểu lại là thật. Không ngờ thật sự có phượng hoàng, thật sự có thanh loan thần điểu. Tiểu nha chớp đôi mắt to phát sáng tràn đầy kính nể nhìn Dương Trần phụ thân thật lợi hại. Đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. À. Nghe được tiếng ca ngợi của đám tiểu oa nhi, tâm tình thanh loan cũng tốt hơn không ít, ngạo nghễ gật đầu. Nàng chính là thuần khiết phượng tộc huyết mạch, tự nhiên bất phàm. Bất quá, trong lòng nàng cũng ít nhiều có chút cổ quái. Những chuyện này đối với hồng hoang luyện khí sĩ không tính là bí mật, nhưng hắn một phạm nhân là làm sao biết được. Chương 10 Cha, ta muốn đi quá oa thiên bắc phượng hoàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio một phàm nhân hiểu được không ít lại liên hệ đến lúc trước thôi diễn dương trần ngược lại là chuyện mình bị cắn trả trọng thương thổ huyết con ngươi đẹp mắt của thanh loan không khỏi nheo lại chẳng lẽ phàm nhân này còn cất giấu bí mật gì không muốn người khác biết hay sao lúc nàng đang suy tư đột nhiên cảm giác bị người ông lấy đùi thanh loan giật mình đang định đạp bay người trên đùi lại thấy rõ đó là dương thiền dương thiền kích động không thôi ông đùi thanh loan đôi mắt to ngập nước nhìn thanh loan vô hại đại tỷ tỷ ngươi thật đẹp à thanh loan vẻ mặt ôn nhu ý cười mở miệng hỏi dương thiền ngươi có thích đại tỷ tỷ hay không dương thiền điên cuồng gật đầu thích đương nhiên thích rồi dương trần tê dạy sao không nhìn ra lão tam ngươi còn là một nhàn khống thâm niên chứ cũng bởi vì người ta lớn lên xinh đẹp trực tiếp đem mình bán đi. Thanh Loan cười cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ đắc ý, nhìn về phía Dương Trần, đã như vậy, không bằng để Dương Thiền theo ta về oa hoàng cung bái kiến nữ oa thánh nhân. Dù sao, nữ oa nương nương coi trọng Dương Thiền, nếu là có thể để cho nàng đi theo thánh nhân học tập tu hành, đối với nàng mà nói cũng là lớn lao cơ duyên. Đại tỷ tỷ, đi qua hoàng cung có thể mỗi ngày đều có thể gặp ngươi sao? Thanh Loan ôn nhu cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của dương thiền đương nhiên có thể kết quả là tiểu dương thiền đột nhiên gật đầu đáng thương nhìn dương trần phụ thân con muốn đi dương trần da đầu tê dại vẻ mặt bất đắc dĩ phụ thân đang muốn tử chiến khuê nữ vì sao lại hàng trước a à? thanh loan mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn về phía đại gia đình dương trần nàng xem như hiểu được nguyên lai like phải như vậy mới được lòng tin của nàng không khỏi tăng mạnh nương nương người yên tâm đi nhiệm vụ người giao cho ta thanh loan nhất định hoàn thành đại ca vẫn nói muốn cưỡi phượng hoàng ta muốn đi bắt rất nhiều phượng hoàng dương thiền thình lình mở miệng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền theo dương trần tráng nếu như đi xuống chết tiệt ngươi không phải khuê nữ của ta ngươi là tổ tông của ta tổ tông ơi sao ngươi lại nói ra lời này đây không phải là chết thọ sao vì trước mắt này chính là thuần huyết phượng hoàng nguyên lai dương thiền muốn đi oa hoàng cung cũng không chỉ là bởi vì thanh loan lớn lên đẹp mắt nàng là nghĩ oa hoàng cung có phượng hoàng có rất nhiều phượng hoàng nàng muốn bắt thật nhiều phượng hoàng cho đại ca cưỡi cũng cho nhị ca cưỡi còn có các muội muội dương thiền nắm chặt đầu ngón tay đếm không sai nàng muốn bắt rất nhiều phượng hoàng người nhà mỗi người một con dương trần hoàn toàn tê dại ai có thể nghĩ đến khuê nữ nhà mình ở bậc này tuyệt sát chính mình đây. Ở bọn nhỏ tuổi còn nhỏ thời điểm, vì dỗ các nàng ngủ, Dương Trần kể không ít thần quỷ chí dị hồng hoang cố sự. Lúc ấy lão đại đã nói muốn cưỡi Phượng Hoàng, hắn cũng mỗi khi xảy ra chuyện, chỉ coi như là tiểu hài tử tùy tiện nói. Ai biết hết lần này tới lần khác để cho lão Tam nhớ kỹ, còn ở trước mặt Phượng Hoàng người ta nói ra. Người nói đây không phải là xui xẻo thúc dục sao? lúc trước hắn kể chuyện xưa thời điểm cũng không nghĩ tới nơi này có thể là hồng hoàng thế giới a à. hắn len lén nhìn thanh loan một cái chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thanh loan từng chút từng chút cứng lại thanh loan tươi cười cứng ngắc cả người giống như hóa đá đứng tại chỗ nhìn dương trần ngọc đỉnh thì cười thầm lắc đầu trong lòng nói thật đúng là không biết sống chết loại lời vô liêm sĩ này đều nói ra thanh loan tiền bối chính là thuần chủng phượng hoàng huyết mạch nghe nói như thế còn không được tức chết bất quá cũng tốt chờ tên này bị đánh gần chết sẽ không ai ngăn cản mình thu đồ đệ thanh loan tiền bối lên đi ngọc đỉnh ở trong lòng khẽ phất cờ cổ vũ ra sức hò hét gửi đi dương trần da đầu tê dại cố gắng chống đỡ mình đứng tại chỗ nội tâm bi phẫn muốn chết lại để cho gấu con bị hố nhưng mà bi hoang của nhân loại là không tương thông thời điểm trong lòng Dương Trần sợ hãi, đám áo bông nhỏ lọt gió chơi rất hăng say. Nghe được Dương Thiền nói, mặt sầu mấy người cũng trong nháy mắt gào khóc kêu to. Không sai không sai, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn vì đại ca Bắc Phượng Hoàng. Lão Ngũ Thiên nhún nhảy yếu ớt, ta cũng muốn. Ta muốn cho đại ca Bắc Phượng Hoàng đẹp nhất. Còn có ta, còn có ta. Mấy người mặt sầu liếu riếu, vui vẻ ồn ào. Ngọc Đỉnh vốn còn rất cao hứng lúc này lại bối rối. Ai, chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả đều phải lên qua hoàng cung? Các ngươi đều đi qua hoàng cung, ta thu ai làm đệ tử A? À? Dương Trần thì là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xong rồi, gửi. Thanh Loan tức giận, ánh mắt quán hận liếc Dương Trần một cái. Nhưng nhìn thấy đám tiểu oa nhi đáng yêu này, lại bị tức cười. Đây là đâu với đâu A? À? Rõ ràng là thiên tư bất phàm, cũng cực kỳ đáng yêu bọn nhỏ, đều là để cho người này cho dạy hư. Cũng không biết trong đầu phạm nhân này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đem hài tử đáng yêu như thế dạy thành bộ dáng này. Hư. Quả thực đáng hận. Thanh Loan một bên hung tận nhìn Dương Trần, một bên ngón tay mảnh khảnh mảnh liệt nắm tay, tựa hồ đang uy hiếp Dương Trần. Dương Trần cảm giác của mình lạnh lẽo, phản phất như bị người bóp chặt cổ họng vận mệnh. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Thanh Loan, hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài xong rồi lại chịu tiếng xấu nhưng vào lúc này cách đó không xa một đạo thiếu niên thân ảnh bay trở về rơi vào trước người mọi người nhìn thấy ngọc đỉnh cùng thanh loan không biết hắn vội vàng bảo vệ dương trần cùng muội muội nhà mình trước người